Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 141 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Bên trong tiên phủ tự thành lập không gian rất rộng lớn. Đại sảnh luyện kiếm của Kỳ Linh liền có phạm vi vài dặm. Trong cung điện có từng khỏa minh châu khảm nạm, tụ tập lực lượng thiên địa để minh châu vô cùng chói mắt. Trong cung điện cực kỳ xa hoa, mà Kỳ Linh thì cầm trong tay một thanh kiếm đang thi triển lấy kiếm pháp. Vù vù vù, kiếm quang mờ ảo gào thét bất định. Kiếm pháp có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, những kiếm quang hiện ra kia kỳ thực chỉ là một ít tàn vết, kiếm thân đã sớm không ở vị trí của kiếm quang. Tuy giờ phút này thực lực của Kỳ Linh kinh người, kiếm pháp cũng làm cho người ta vô cùng sợ hãi, thế nhưng uy năng lại vô cùng thu liễm. Kiếm quang của Kỳ Linh xẹt qua bầu rượu để trên mặt bàn, vẻn vẹn chỉ cách có một tấc, thế nhưng bình rượu lại không hề động đậy chút nào. Kỳ thực mặc dù là phàm nhân hay hậu thiên bình thường, kiếm pháp chỉ cần lợi hại một chút, một kiếm xuất ra, kiếm phong gào thét cũng có thể làm cho bầu rượu lăn xuống đất. Nhưng kiếm của Kỳ Linh uy năng lại thu liễm đến như vậy. Cần biết rằng rất nhiều địa tiên, tán tiên, thậm chí là thiên tiên, khi một kiếm xuất ra, thiên địa uy năng cũng được bắn ra, động tĩnh rất lớn. Coi như là thiên thần chân tiên, muốn làm đến được uy năng hủy thiên diệt địa, lại thu liễm không thương hại đến hoa hoa cỏ cỏ, cách một tấc như vậy là cực kỳ nhỏ. Nhưng Kỳ Linh lại làm được, có thể thấy được kiếm pháp của hắn đã đến trình độ có thể xưng tụng là đại tông sư bên trong tam giới. Vù, kiếm quang gào thét, có ý tuyệt vọng đập vào mặt. Kỳ Linh thi triển đúng là ảm nhiên kiếm pháp. Luận về sự tuyệt vọng, lúc tuyệt vọng nhất là lúc Dư Vi sư tỷ bóp nát thần nông dược, về sau tự sát hồn phi phách tán. Bởi vì ở trước lúc Dư Vi sư tỷ bóp nát thần nông dược, Kỳ Linh còn lòng tràn đầy vui mừng, tràn đầy hy vọng và dâng cao ý chí chiến đấu. Nhưng kiếp nạn lại đột nhiên hàng lâm, lúc ấy Dư Vi làm hết thảy, đặc biệt là cuối cùng tự sát, lại để cho Kỳ Linh cực kỳ bối rối. Cha mẹ rời đi, Dư Vi cũng lại đi. Một khắc này đích thực là một khắc tâm tình của Kỳ Linh tuyệt vọng nhất. Luận sự ảm đạm và đau đớn là lúc mình tự tay đưa Dư Vi sư tỷ vào địa ngục vô tận kia. Một khắc này là một khắc Kỳ Linh thống khổ nhất. Tâm tình của Kỳ Linh phức tạp, chỉ là quan sát liền học hơn phân nửa. Giờ phút này thi triển ra, rất nhiều quan ải càng không ngừng đột phá. Kiếm pháp ảo diệu không ngừng xông lên đầu. Kiếm pháp của ta tuy ảm đạm, tuy tuyệt vọng, nhưng vẫn không tới tuyệt vọng chí cực. Kỳ Linh đứng ở đại sảnh cung điện, trong lòng thì thào tự nhủ. Tâm lực đạt tới tầng thứ tư, tuy lúc thi triển kiếm pháp đắm chìm ở trong ý cảnh ảm đạm, thế nhưng kiếm pháp dừng lại, Kỳ Linh liền khôi phục bình thường. Hắn không có khả năng bị một bộ kiếm pháp thao túng. Đương nhiên, nếu như người tâm tình không đủ, tu luyện ý cảnh như thế quá mức mãnh liệt, có khả năng sẽ nhập ma. Ảm nhiên ý cảnh này, kiếm pháp rất hoàn mỹ, nhưng luận sự ảo diệu lại vẫn không bằng ngũ bảo kiếm thuật kia. Thế nhưng bởi vì trong đó có ý cảnh ảm đạm, khiến cho kiếm pháp này phảng phất như có hồn, cùng kiếm pháp uyển chuyển kết hợp, hết thảy vô cùng tự nhiên. Kỳ Linh rất nhanh liền làm ra đánh giá, ngũ bảo kiếm thuật vượt qua thiên đạo cực hạn, trong đó luận một ít bí quyết, tự nhiên rất lợi hại. Tuy thiên phú kiếm đạo của Kỳ Linh cao, nhưng chính bởi vì có đại quyết tâm liều lĩnh đi tu luyện ngũ bảo kiếm thuật, có ngũ bảo kiếm thuật làm căn cơ mới có thể để cho kiếm đạt tốc độ ánh sáng như vậy được. Minh Nguyệt kiếm thuật của Kỳ Linh cũng không có ý cảnh quá cường liệt, nhưng vẫn có thể lợi hại như thế. Điều này hiển nhiên chính là trên rất nhiều pháp môn bí quyết vượt qua ảm nhiên kiếm pháp rất nhiều. Nhưng ảm nhiên kiếm pháp cũng có chỗ lợi hại, ý cảnh tựa như hồn phách, có thể để cho kiếm pháp tựa như nhất thể, thậm chí từng chiêu đều có thể phụ trợ sinh ra hiệu quả thần kỳ. Ví dụ như rõ ràng luận kỹ xảo không bằng kiếm thuật của Kỳ Linh, nhưng ảm nhiên kiếm pháp vẫn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thậm chí lại càng hoàn mỹ hơn. Mà ý cảnh nếu lại tiếp tục mãnh liệt, ý cảnh của kiếm pháp không ngừng đề thăng, hoàn toàn có hy vọng có được cái thần chính thức. Phàm nhân có tinh khí thần, kiếm pháp này chỉ có hàm ý cũng không có gì cả. Bản thân kiếm pháp có thần mới là cấp độ mới, đó cũng là kiếm lực tầng thứ 5. Đến lúc đó không cần xuất kiếm liền có thể để cho nội tâm đối thủ tuyệt vọng, thậm chí nhượng bộ mà lui binh. Đương nhiên kiếm lực tầng thứ 5 quá khó khăn. Phóng mắt tam giới, hai đại trận doanh
đạt tới kiếm lực tầng thứ 5 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ảm nhiên kiếm ta đã luyện thành. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói, nếu như hiện tại đi xông qua vạn nhận lộ, tin tưởng ta có thể đánh bại chấn thủ giả thứ 9. Thế nhưng chấn thủ giả thứ 10 thì sao đây? Chỉ sợ còn chưa đủ. Biện pháp tốt nhất là để ảm nhiên kiếm thuật, minh nguyệt kiếm thuật có thể kết hợp lại, để minh nguyệt kiếm thuật cũng xuất hiện ý cảnh. Kỳ Linh suy tư, minh nguyệt kiếm thuật hấp thu chính là tinh hoa của ngũ bảo kiếm thuật. Mặc dù không có ý cảnh, nhưng cùng ảm nhiên kiếm là một tầng thứ. Nhiều khi nhiều hơn ý cảnh ở trong đó có thể quá độ lên một tầng nữa. Đến lúc đó đánh bại chấn thủ giả thứ 9 dễ dàng, chấn thủ giả thứ 10 cũng có một ít hy vọng. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy sẽ hoàn thiện minh nguyệt kiếm thuật trước đã. Minh nguyệt kiếm thuật vốn là Kỳ Linh sáng tạo hoàn thiện. Hiện tại ảm nhiên kiếm pháp đã đại thành, hấp thu ý cảnh của ảm nhiên kiếm pháp dung nhập vào minh nguyệt kiếm thuật. Tuy khó khăn nhưng vẫn có thể làm được. Nếu như minh nguyệt kiếm thuật là kiếm thuật người khác sáng chế thì ngay cả Kỳ Linh cũng không có cách nào. Có tự nghĩ ra hay không khác nhau là cực kỳ lớn. Lòng ta ảm đạm, trong kiếm tồn tại ý, tất cả đều một lòng. Kỳ Linh có ảm nhiên kiếm pháp làm căn cơ, minh bạch ảo diệu, không ngừng hoàn thiện dung nhập. Mặc dù gặp được một chút ít vấn đề, hao phí chút thời gian cũng có thể đột phá qua này. Sau khi bế quan 1 năm lẻ 3 tháng, Kỳ Linh rốt cục cũng đi ra khỏi tiên phủ. 1 năm lẻ 3 tháng này, hơn 200 tên thiên thần cũng thường xuyên nhìn qua tiên phủ của Kỳ Linh. Nhưng Kỳ Linh một mực bế quan không ra, bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy. Thế nhưng mỗi ngày đều có thiên thần chú ý, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Kỳ Linh chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Đi ra rồi, Bắc Minh đi ra rồi. Khi Kỳ Linh đi ra khỏi tiên phủ, lập tức có thiên thần đã phát hiện ra. Mà Kỳ Linh thì phất tay thu tiên phủ, lập tức đi về phía các thiên thần, đồng thời trực tiếp dùng thần lực truyền âm. Chư vị thiên thần, Bắc Minh có một chuyện muốn nói cùng chư vị. Lập tức đám người tội ác thiên thần, phong hậu thiên thần đều ra khỏi tiên phủ chạy đến. Rất nhanh, hơn 200 thiên thần đều đã có mặt. Chư vị thiên thần, lần này ta bế quan có chỗ cảm ngộ, tiến bộ cũng không nhỏ. Kỳ Linh nói. Lập tức hơn 200 tên thiên thần ở đây kích động, thậm chí có một chút ít thì thào thấp giọng tự nói. Đối với bọn họ mà nói, khát vọng đi ra ngoài thậm chí đã vượt qua sinh tử. Chấn thủ giả thứ 9 ta có 10 phần nắm chắc rồi. Bất quá chấn thủ giả thứ 10 kia ta cũng không dám nói. Kỳ Linh lên tiếng. Bất quá lần này ta xông qua vạn nhận lộ, nhất định sẽ xông chấn thủ giả thứ 10. Hiện tại chư vị có muốn theo ta cùng nhau đi hay không đây? Đương nhiên cùng nhau đi. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý mà. Bắc Minh đạo hữu quả thật lợi hại, lúc này mới hơn 1 năm, thực lực liền tiến nhanh như vậy sao? Chúng ta nguyện ý. Mỗi một thiên thần đều kích động đáp lại. Đối mặt với các thiên thần khác muốn đi, Kỳ Linh cũng không kỳ quái. Dù sao những thiên thần kia đã sớm lựa chọn buông bỏ. Thế nhưng tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần vậy mà cũng mở miệng nói nguyện ý. Kỳ Linh liền không nhịn được hỏi. Tội ác, phong hầu, hai người các ngươi cũng muốn cùng ta đi sao? Các ngươi dù sao cũng đã xông đến thiên tinh đảo này rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi ra. Một bước này quá xa vời. Phong hầu thiên thần lắc đầu nói. Đúng vậy, hai chúng ta đã sớm tuyệt vọng rồi. Tội ác thiên thần cười nói. Ngay cả húc cửu, đại mộng, chúng ta cũng còn kém xa. Hơn nữa đã rất lâu rồi, không có tiến bộ. Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta ở thượng cổ, thời gian dài như vậy cũng không có tiến thêm, nên là cực hạn của chúng ta rồi. Không có cách nào để tiến bộ thêm nữa. Lần này không đi ra ngoài với ngươi, sợ là chúng ta sẽ bị vây ở nơi này, vĩnh viễn không ra được. Phong hậu thiên thần cũng gật đầu. Bắc Minh người cũng nói, hiện nay tiến vào Nguyệt Hạ Đàm càng ngày càng ít đi, nhưng xông đến thiên tinh đảo cũng càng ít. Lần này không đi ra ngoài với ngươi được, chỉ sợ 100 triệu năm sau cũng khó có thiên thần mới đến được thiên tinh đảo. Kỳ Linh gật đầu, đã minh bạch ý tứ của hai người bọn họ. Tốt, đã như vậy mọi người liền theo ta. Kỳ Linh không dám nói tuyệt đối nắm chắc, thế nhưng nhất định sẽ hết sức. Hơn 200 tên thiên thần cũng không nghĩ đến cơ hội như vậy sẽ đột nhiên hàng lâm. Trải qua mới đầu kích động bất an, rất nhanh đám thiên thần liền thu tiên phủ của mình. Cả đám không hề phản kháng, bị Kỳ Linh thu vào. Trên bầu trời, Kỳ Linh quan sát thiên tinh đảo. Lúc trước thiên tinh đảo còn cực kỳ náo nhiệt, hôm nay đã hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì các thiên thần đều cùng mình đi hết.
Hôm nay Minh Nguyệt kiếm thuật của ta tiến thêm một tầng, đang cần đối thủ kiểm nghiệm. Kỳ Linh lập tức hóa thành lưu quang bay về phía xa, rất nhanh liền đi tới biên giới Thiên Tinh Đảo, theo cây cầu gỗ nhỏ tiến lên, dọc theo vạn nhận lộ một đường phi hành, bay đến chỗ lần trước thối lui, liền thấy được chấn thủ giả thứ 9 khoanh chân ngồi đó. Người đã đến rồi. Thiếu niên Kim Y nhìn Kỳ Linh, con mắt có ý cảnh tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào chỗ Kỳ Linh. Đợi người thật lâu, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, thiếu niên Kim Y đứng lên, trong tay xuất hiện hai thanh thần kiếm, lạnh nhạt nói: Lần trước người đã quan sát qua kiếm thuật, lần này liền trực tiếp đánh thôi. Kỳ Linh cũng rõ ràng, quan sát kiếm thuật chỉ có một lần cơ hội, tuy thất bại có thể nhiều lần xông qua vạn nhận lộ, nhưng không có cách nào nhiều lần quan sát kiếm thuật được nữa. Tốt thôi. Hai tay Kỳ Linh cũng xuất hiện hai thanh thần kiếm, vù vù. Hai người lập tức phóng tới đối phương, trong lúc nhất thời kiếm quang gào thét. Kiếm pháp của thiếu niên Kim Y vô cùng mạnh mẽ, nhìn thì như ảm đạm tuyệt vọng vô tận, thế nhưng kiếm pháp lại càng thêm sự hung ác. Mà hai đạo kiếm quang trong tay Kỳ Linh lại hóa thành hai cái hắc động, ngăn cản hết thảy công kích của thiếu niên Kim Y, thậm chí ngẫu nhiên còn phản kích lại một hai lần. Sao, chỉ biết phòng thủ thôi sao? Thiếu niên Kim Y đang công kích, đồng thời còn quát tháo. Người có thể đánh bại ta đi, rồi hãy nói chuyện. Kỳ Linh cũng rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, chấn thủ giả thứ 9 là địa phương hắn hấp thu kinh nghiệm. Hắn muốn hào hào nhìn xem mình tu luyện ảm nhiên kiếm thuật đại thành cùng chấn thủ giả thứ 9 này toàn lực thi triển ảm nhiên kiếm thuật có gì khác nhau. Một trận chiến này trận vẹn giằng co nửa canh giờ, chấn thủ giả thứ 9 sử dụng ra rất nhiều thủ đoạn, tất cả đều bị Kỳ Linh quan sát học tập, cũng làm cho hắn phát hiện ảm nhiên kiếm thuật của mình có chút khuyết điểm. Dù sao mỗi người tu luyện cùng một loại kiếm thuật, nhưng tu luyện ra cũng có khác nhau. Cũng nên kết thúc rồi. Kiếm quang của Kỳ Linh bỗng nhiên từ phòng thủ biến thành tấn công. Rào rào, xoẹt xoẹt. Kiếm quang gào thét cực kỳ điên cuồng, phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Sợ tới mức chấn thủ giả thứ 9 vội thi triển ba đầu sáu tay, mà Kỳ Linh đồng dạng thi triển ra ba đầu sáu tay. Kiếm quang vô tận ở dưới ý cảnh ảm nhiên như mưa rơi, không hề có sơ hở. Vẹn vẹn chỉ một cái hô hấp, chấn thủ giả thứ 9 đã bị bổ tay ngược ra, ở trên cây cầu gỗ lăn mấy vòng mới đứng lên được. Người đã thắng rồi. Chấn thủ giả thứ 9 cười nói: Bắc Minh, ngươi bây giờ rời đi ra ngoài, chỉ còn lại có chấn thủ giả thứ 10 cuối cùng thôi, ngươi hãy nên cẩn thận. Nói xong liền hóa thành hư vô. Kỳ Linh cũng cười cười, toàn lực bộc phát làm cho đối phương miễn cưỡng kháng trụ trong một cái hô hấp. Kỳ Linh đã rất hài lòng. Vèo, hóa thành lưu quang nhanh chóng tiến lên. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, vô số vũ khí sắc bén ở hai bên cây cầu gỗ nhỏ thì mơ hồ tản ra hào quang. Nếu không có chút hào quang này, chỉ sợ thiên địa sẽ hoàn toàn tối đen. Thật là cổ quái, Kỳ Linh thầm nghĩ. Rất nhanh, xa xa liền xuất hiện một thiếu niên mặc áo đen. Hắn quanh chân ngồi đó. Lúc Kỳ Linh đến, hắn mở mắt nhìn về phía Kỳ Linh. Đó là một con mắt tĩnh mịch, dường như không có bất kỳ sinh cơ nào, làm cho lòng người phát lạnh và tuyệt vọng. Hãy xem kiếm thuật đây, thiếu niên mặc áo đen đạm bạc nói. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía kiếm thuật hiển hiện. Kiếm thuật bắt đầu trình diễn, từ đơn giản đến phức tạp. Nhìn một chút, Kỳ Linh liền rung động. Sau khi xem xong ba lượt, Kỳ Linh còn không có tỉnh hồn lại. Tốt rồi. Thiếu niên mặc áo đen đứng dậy, trong tay xuất hiện hai thanh thần kiếm. Kỳ Linh giật mình tỉnh lại. Đây là kiếm pháp gì vậy? Kỳ Linh liền hỏi. Kiếm pháp tên là Lạc Hồn, thiếu niên mặc áo đen nói. Lạc Hồn ư? Lạc Hồn, danh tự giống như kiếm pháp, quả thật là Lạc Hồn vậy. Kỳ Linh vẻn vẹn quan sát, trong nội tâm tràn đầy diễn biến, liền cảm thấy đau đớn vô tận tràn ngập nội tâm. Thế nhưng hắn rõ ràng hắn không có cách nào chính thức luyện thành bộ kiếm pháp này, bởi vì bộ kiếm pháp này hàm ý là Lạc Hồn, là Lạc Hồn sau khi tuyệt vọng tuyệt đối. Mà Kỳ Linh không có cách nào để cho mình tuyệt đối tuyệt vọng. Hơn nữa rất nhiều kỹ xảo của bộ kiếm pháp này cũng cao minh hơn hẳn ảm nhiên kiếm pháp, ít nhất không thua Minh Nguyệt kiếm thuật của Kỳ Linh, chỉ kém Ngũ Bảo kiếm thuật một ít mà thôi. Đến đây đi, thiếu niên mặc áo đen đạm bạc nói. Kỳ Linh gật đầu, trong tay cũng xuất hiện thần kiếm. Vèo 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 vèo, hai đạo tàn ảnh lóe lên cũng đã cùng giao thủ. Hai đại kiếm pháp, một người ý cảnh ảm đạm, kiếm quang không ngớt không dứt, chính là ảm nhiên kiếm thuật hấp thu tinh hoa của các kiếm thuật như Ngũ Bảo kiếm thuật sáng tạo thành.
một người là lạc hồn ý cảnh, kiếm pháp ảo diệu do người sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm lưu lại. Tuy không giống ngũ bảo kiếm thuật, nhưng kinh thái tuyệt diễm. Bành bành bành, hai người chém giết, ngươi tiến ta lui, ta tiến ngươi lui, vậy mà chém giết tương xứng. Kiếm thuật của song phương đều có chỗ lợi hại riêng, có thể nói xem như đã là kiếm lực tầng thứ tư cực hạn. Nếu như kiếm tốc có thể nhanh hơn nữa, đó chính là vượt qua thiên đạo cực hạn. Nếu như hàm ý càng thêm cao minh, đó chính là kiếm thần cảnh rồi. Kiếm còn có thể dùng như vậy sao? Lúc trước Kỳ Linh xem qua kiếm pháp 3 lần, giờ phút này chứng kiến chấn thủ giả thứ 10 tự mình thi triển, lập tức nhận thức càng sâu. Trong lúc nhất thời, cảm ngộ đối với lạc hồn kiếm pháp này cũng xông lên đầu. Kỳ Linh cùng chấn thủ giả thứ 10 có bản chất khác nhau. Chấn thủ giả thứ 10 vẹn vẹn chỉ biết thi triển một bộ kiếm pháp hiện tại, mà Kỳ Linh lại có thể từ chân người chấn thủ giả thứ 10 hấp thu kinh nghiệm, thậm chí bắt đầu dung nhập vào trong minh nguyệt kiếm thuật của mình. Tuy quá trình ếm thử, ngẫu nhiên kiếm pháp không nối liền rơi vào thế hạ phong, nhưng thực lực của Kỳ Linh ở trên trình thể đang mơ hồ tăng lên. Kiếm pháp của hắn càng thêm phiêu hốt bất định, càng cường đại hơn nữa, nên trận chiến này không ngừng tiếp tục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, song phương đều không có ai thi triển thần thông, chỉ so về kiếm thuật. Cảm ngộ kiếm pháp ở trong đầu Kỳ Linh không ngừng dung hợp, không ngừng hấp thu. Loại cảm giác tiến bộ này để cho hắn si mê. Thế nhưng dù sao hôm nay kiếm thuật của hắn đã đến một cực hạn rồi, muốn tăng lên là cực kỳ xa vời. Tối đa áp chế chấn thủ giả thứ 10 mà thôi, thậm chí chấn thủ giả thứ 10 ngẫu nhiên còn có thể phản kích được. Sao? Kỳ Linh bỗng nhiên sững sờ, kiếm quang cũng thay đổi chậm lại. Bành! Một đạo kiếm quang chạm vào chân người Kỳ Linh, để cho Kỳ Linh bay ngược ra. Vì sao ngươi lại dừng lại? Chấn thủ giả thứ 10 đứng ở đó nhíu mày. Rõ ràng kiếm thuật của đối phương đã hơi cao hơn hắn một bậc. Nếu như tiếp tục ác chiến, Kỳ Linh không có chút tiến bộ nào, hắn cũng sẽ để cho Kỳ Linh tiến vào hòn đảo thứ 5. Hắn phát giác được Kỳ Linh đang chậm rãi tiến bộ, kiếm pháp không ngừng dung hợp biến hóa, cho nên hắn không ngừng bồi tiếp Kỳ Linh giao chiến. Bởi vì vạn nhân lộ là nơi tu luyện thiên thần, nếu như Kỳ Linh tiến bộ, hắn đương nhiên sẽ không ngừng lại. Nhưng kiếm của Kỳ Linh đột nhiên ngừng lại, làm cho chấn thủ giả nghi hoặc. Kỳ Linh đứng ở nơi xa, ánh mắt mê man, nhưng trong đầu hắn lại như bàn cổ khai thiên. Oanh! Phương pháp vận chuyển của lạc hồn kiếm thuật cùng ngũ bảo kiếm thuật hoàn toàn bất đồng. Minh nguyệt kiếm thuật của Kỳ Linh dù sao cũng là lấy từ ngũ bảo kiếm thuật, cho nên khi Kỳ Linh không ngừng dung nhập ảo diệu của lạc hồn kiếm thuật vào ngũ bảo kiếm thuật, ngay ở thời khắc mấu chốt đó, hắn bỗng nhiên hiểu được tầng trở ngại cuối cùng của ngũ bảo kiếm thuật. Lúc trước một mực ở trong sương mù không có thể thấy rõ, giờ phút này Kỳ Linh lại trực tiếp đột phá. Bành! Ngũ bảo kiếm thuật có đột phá rồi. Kỳ Linh nhắm mắt lại, trong đầu có đại lượng ảo diệu nhanh chóng kết hợp. Lúc trước lĩnh ngộ ngũ bảo kiếm thuật, giờ phút này nhanh chóng dung hợp lại, hòa làm một thể. Toàn bộ ngũ bảo kiếm thuật tất cả đều đã hiểu được, không còn có chút nghi hoặc nào nữa. Nguyên lai đó chính là vượt qua thiên đạo cực hạn. Kỳ Linh mở mắt ra, nhìn bầu trời hắc ám chung quanh, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, tạo nên rung động mơ hồ va chạm vào cái gì đó. Quá khứ Kỳ Linh cho rằng thiên đạo là quy tắc vận hành của tam giới, vượt qua thiên đạo cực hạn chính là vượt qua quy tắc vận hành của tam giới. Nhưng giờ phút này chính thức đột phá, hiểu ra ngũ bảo kiếm thuật, Kỳ Linh mới hiểu hàm nghĩa chính thức khi vượt qua thiên đạo cực hạn. Thiên đạo thực không phải là thiên đạo của tam giới, mà là thiên đạo không chỗ nào không có. Như bản cổ hỗn độn giới, vô gian hỗn độn giới đều có được thiên đạo thuộc về mình. Thiên đạo của từng hỗn độn giới cũng không giống nhau. Coi như là trong hỗn độn vô tận cũng có hỗn độn thiên đạo bao trùm khắp nơi, như Nguyệt Hạ Đàm, thế giới Lao Lung đồng thời có hỗn độn thiên đạo bao phủ. Có một tầng quy tắc vô hình bao phủ tất cả địa phương ở trong hỗn độn. Ở trong quy tắc này có rất nhiều hạn chế. Nói ví dụ như tốc độ nhanh nhất chỉ có thể là tốc độ ánh sáng, thời gian chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, không có cách nào đảo lưu. Cái gọi là thời gian pháp thuật chỉ là quan sát chuyện phát sinh ở quá khứ, mà không phải chân chính đảo lưu thời gian. Lôi điện, hỏa diễm, gió, nước, uy năng mạnh nhất là ở nhiều ít. Đây là quy tắc, đây là gông xiềng bao phủ ở trên người vô số sinh linh. Chính bởi vì có cái gông xiềng này, vô số hỗn độn thế giới mới có thể ổn định mà vận chuyển. Nếu không mặc kệ bộc phát sằng bậy, như bản cổ hỗn độn thế giới, vô gian hỗn độn thế giới, chỉ sợ không đợi va chạm lẫn nhau liền sớm bị hủy diệt. Đương nhiên, ở trong vô số sinh linh có ít người kinh thái tuyệt diễm, nhưng đột phá tầng công xưởng này đạt tới cấp độ rất cao.
kiếm của Kỳ Linh hôm nay ở trên tốc độ liền đột phá gông xiềng. Quy tắc vô hình, gông xiềng vô hình, khắp nơi đều có cả. Ngón tay của Kỳ Linh huy động, ngón tay lập tức vượt qua tốc độ ánh sáng, cũng động chạm tới gông xiềng của quy tắc vô hình đó. Nếu như không có chính thức siêu thoát, là căn bản cảm giác không thấy tầng quy tắc gông xiềng này. Mặc dù là đại năng giả, cũng ở dưới tam giới thiên đạo khống chế mà thôi. Chỉ có các loại tồn tại như nữ hoa nương nương mới có thể siêu thoát thiên đạo được. Trong nội tâm của Kỳ Linh cảm khái, hỗn độn tiên nhân, thế giới thần, tất cả đều là lực lượng tuyệt đối vượt qua quy tắc hạn chế, đạt đến cấp độ mới. Nhưng Kỳ Linh ở trên lực lượng tuyệt đối kém xa, vẹn vẹn chỉ có tốc độ kiếm vượt qua mà thôi. Luận kiếm pháp nhanh, phóng nhãn khắp tam giới, ta đã là cao cấp nhất rồi. Kỳ Linh nói thầm. Luận kiếm thuật, trong tam giới ta cũng xếp ở top 3. Tam giới đệ nhất kiếm tiên đến cùng là ai đây? Một mực ở trong tranh luận, năm đó công nhận của tam giới đệ nhất kiếm tiên Phù Cư đạo tổ đã chết. Hiện nay được tôn sùng nhất đúng là Thánh Hỏa đạo tổ. Thánh Hỏa đạo tổ kỳ thực giống như Kỳ Linh, cũng chỉ là đến kiếm lực tầng thứ 4, ngũ bảo kiếm thuật đại thành. Trong tam giới, đại năng giả kiếm lực đạt tới tầng thứ 5 vẫn có mấy người. Kiếm lực tầng thứ 5, tu uy năng kinh người, kiếm pháp cũng càng tinh diệu. Thế nhưng kiếm tốc như trước không có vượt qua thiên đạo cực hạn, như trước chỉ là tốc độ ánh sáng. Thời điểm tốc độ chênh lệch quá lớn, vậy kiếm pháp tinh diệu hơn cũng là vô dụng. Thánh Hỏa đạo tổ rõ ràng là kiếm lực tầng thứ 4, như trước bị rất nhiều cường giả trong tam giới cho rằng là đệ nhất kiếm tiên, chẳng qua chỉ là tranh luận mà thôi. Về phần các mặt khác nghịch thiên như lão gia hỏa của Vô Gian Môn, Ám Quang kiếm chủ cũng là kiếm lực tầng thứ 5, nhưng cũng không ai nói Ám Quang kiếm chủ là tam giới đệ nhất kiếm tiên. Dù sao kiếm căn bản vẫn còn ở một chữ nhanh. Mặc dù vô cùng đơn giản, một kiếm được đâm ra, tốc độ nếu như vượt qua tốc độ ánh sáng, uy lực cũng sẽ lớn không hợp thói thường, địch nhân đều rất khó để ngăn cản. Tốc độ mới là chỗ tinh túy của kiếm. Lúc trước Lã Động Tân cho rằng Kỳ Linh có thể thành kiếm tiên, Bồ Đề đạo tổ tuy càng xem trọng Kỳ Linh hơn, nhưng hai người bọn họ chỉ sợ thậm chí không nghĩ được rằng ngắn ngủi có 300 năm, kiếm pháp của Kỳ Linh liền đạt đến đẳng cấp như hiện tại. Sở dĩ tiến bộ mạnh mẽ như thế, chủ yếu là sự tu luyện bên trong Nguyệt Hạ Đàm. Mặt khác, rất nhiều phân thân tại tam giới của Kỳ Linh đã cùng lúc tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Thế nhưng bây giờ, ngũ bảo kiếm thuật muốn đạt đại thành còn vô cùng xa xôi. Hiển nhiên đặc thù trong hoàn cảnh sinh tử tu luyện hoặc tĩnh tâm mà tìm hiểu, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Trong tam giới cũng không có chỉ dẫn kiếm thuật thần kỳ như Ảm Nhiên kiếm pháp và Lạc Hồn kiếm pháp được. Nếu ta có thể đạt tới kiếm lực tầng thứ 5, như vậy ta chính là tam giới đệ nhất kiếm tiên, không thể nghi ngờ. Trong nội tâm của Kỳ Linh tràn đầy chờ mong, nhưng hắn cũng rõ ràng muốn đạt tới kiếm lực tầng thứ 5, chỉ sợ so với tâm lực đạt tới tầng thứ 5, độ khó không kém là bao nhiêu. Chấn thủ giả thứ 10 không khỏi biến sắc nhìn Kỳ Linh ở phía xa, ngón tay huy động hư không, thấp giọng tự nói: "Người đã vượt qua thiên đạo cực hạn rồi sao?" "Ồ, để cho ngươi chờ lâu rồi." Kỳ Linh mỉm cười đã đi tới phía trước. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, thực lực tăng lên nhiều, trong hạo kiếp càng thêm có thể khống chế vận mệnh, mà hơn 200 thiên thần cũng có thể mang đi ra ngoài. Kỳ Linh rất rõ ràng những thiên thần kia khát vọng đi ra ngoài ra sao. "Ta cũng muốn xem đột phá có gì lợi hại đây." Chấn thủ giả thứ 10 về một cái hóa thành lưu quang thẳng hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh như trước bước chậm bước tới, hết thảy đều ở khống chế tự nhiên. Kiếm pháp của đối phương lại huyền diệu, tốc độ như trước không cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng. Đang lúc kiếm của đối phương hướng mình công tới, Kỳ Linh chỉ vươn tay phải ra, kiếm quang dường như là một con độc xà mạnh mẽ thoát ra. Nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là một đâm vô cùng mạnh mẽ. "Minh Nguyệt kiếm thuật, tích huyết thức." Chấn thủ giả thứ 10 kiệt lực muốn ngăn cản, nhưng kiếm quang của Kỳ Linh như trước, thân kiếm đâm vào mi tâm của chấn thủ giả thứ 10. Chấn thủ giả thứ 10 không tự chủ được, ngước đầu ra sau tránh kiếm, rồi bị chấn bay ngược ra, lảo đảo rơi xuống đất mới dừng lại. Sắc mặt của hắn trở nên phức tạp, hắn thì thào tự nói: "Vượt qua thiên đạo cực hạn, hoàn toàn chính xác đã vượt qua cực hạn rồi. Kiếm pháp gần giống, gần thành, gần bằng như vậy, như thế nào ta ngăn cản được đây? Căn bản không có cách nào ngăn cản được." Cần biết kiếm lực tầng thứ 5, kiếm pháp tinh diệu cỡ nào đây, kết hợp cùng kiếm lực tầng thứ 4 và ngũ bảo kiếm thuật so ra, hắn vẫn phải ở vào thế hạ phong. Ở một chữ nhanh này thôi, đủ để cho vô số cường giả tuyệt vọng,
Thậm chí để cho đại năng giả nguyện ý bỏ qua những thứ đạo khác đi tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật này. Người đã thắng rồi. Chấn thủ giả thứ 10 nhìn Kỳ Linh, trong ánh mắt tĩnh mịch nhưng lại có vẻ chờ mong. Kiếm thuật này các ngươi bên trong tam giới lại gọi là ngũ bảo kiếm thuật sao? Sao? Ngươi cũng đã được nghe nói đến ngũ bảo kiếm thuật rồi sao? Kỳ Linh kinh ngạc. Đám thiên thần bên trong Nguyệt Hạ Đàm này thường xuyên nhắc đến. Chấn thủ giả thứ 10 nhìn Kỳ Linh. Chính xác là ngũ bảo kiếm thuật. Kỳ Linh gật đầu. Chấn thủ giả thứ 10 thần sắc phức tạp, thở dài nói: Ta chấn thủ vạn nhận lộ, tinh thông phần đông kiếm thuật, thương thuật, đao thuật, thuật cận chiến. Thế nhưng không có một cái nào có thể vượt qua thiên đạo cực hạn. Bại dưới tay ngươi, ta thâm phục khẩu phục rồi. Sao? Tất cả đều là do ngươi chấn thủ sao? Kỳ Linh kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi gặp phải 9 người chấn thủ giả trước đó, kỳ thực cũng là ta. Chấn thủ giả thứ 10 cười nói: Chỉ là ta mỗi một lần đều vẹn vẹn chỉ thi triển một bộ kiếm thuật mà thôi. Tốt rồi, người đã thắng. Tiến về phía trước là hòn đảo thứ 5 rồi. Đi đến hòn đảo thứ 5, người đã có khả năng khai mở Nguyệt Hạ Đàm. Đi đi. Chấn thủ giả thứ 10 cười nói, lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Trung quanh hắc ám cũng đã biến mất. Trên bầu trời minh nguyệt cũng đã ló ra. Kỳ Linh thì hóa thành lưu quang tiếp tục phi hành tiến lên. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, liền mơ hồ thấy được một hòn đảo xinh đẹp cực lớn. Trên hòn đảo có từng hồ nước nhỏ sáng chói mắt, có hồ nước như hỏa diễm, có hồ nước thì tràn đầy màu vàng, có hồ nước tràn đầy màu đỏ, có hồ lại tràn đầy màu ngọc bích, hào quang mịt mờ tựa như tiên cảnh vậy. Ở cuối cây cầu gỗ nhỏ, một nam tử mặc áo bào màu xám, tóc bạc để xõa đứng đó. Hắn mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Ồ. Chứng kiến nam tử tóc bạc đứng nơi xa, trong nội tâm của Kỳ Linh cảm thấy rất kỳ quái. Tựa hồ hắn không phải sinh linh thì phải. Đây là Trụy Nguyệt Đảo, đảo cuối cùng của Nguyệt Hạ Đàm này. Nam tử tóc bạc mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Bắc Minh Thiên Thần, ngươi là thiên thần thứ 2 có thể xông qua vạn nhật lộ. Hơn nữa thực lực của ngươi so với Giác Minh năm đó còn muốn mạnh hơn. Tốt rồi, ngươi trước đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi lựa chọn bảo vật. Đây cũng sẽ là một lần cuối cùng ngươi được lựa chọn bảo vật ở nơi đây. Kỳ Linh gật đầu. Năm hòn đảo, ba hòn đảo sau tất cả đều có thể có được ba bảo vật. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Kỳ Linh liền chọn xong. Kỳ Linh ở trong trí nhớ của tù phạm Cửu Phương Hỗn Độn Quốc điều tra qua, cũng biết những bảo vật này chân quý, tam giới đại năng giả đã sớm khát vọng. Kỳ Linh không dùng được nhưng lại có thể trợ giúp các đại năng giả. Trả lại bảo vật của đám người phong hầu thiên thần, tội ác thiên thần kia cho ta. Nam tử tóc bạc nói. Vâng. Kỳ Linh đã sớm chuẩn bị xong, đưa cho đối phương rồi nghi ngờ nói: Bảo vật của Đại Mộng Thiên Thần cùng Húc Cửu Thiên Thần không cần trả sao? Đại Mộng năm đó giết Húc Cửu, mình lại giết Đại Mộng, bảo vật tự nhiên rơi vào tay mình. Người giết đương nhiên là thuộc về ngươi. Nam tử tóc bạc nói: Theo ta đi đến nơi này, đi xong ngươi có thể ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Kỳ Linh âm thầm cảm khái, giết Đại Mộng liền thuộc về mình. Hiển nhiên Nguyệt Hạ Đàm này không thèm để ý. Đám thiên thần chém giết lẫn nhau, có lẽ loại chém giết này cũng là một loại tôi luyện tàn khốc hơn. Kỳ thực hải tộc Dạ Xoa ở Nguyệt Hạ Đàm đã giết mấy ngàn thiên thần, bởi vậy có thể thấy được Nguyệt Hạ Đàm này đào thải sàng lọc tuyển chọn vốn là vô cùng tàn khốc. Kỳ Linh cũng đi theo nam tử tóc bạc hành tẩu ở bên trên hòn đảo thứ 5 Trụy Nguyệt Đảo. Trụy Nguyệt Đảo tản ra khí tức cổ xưa làm cho lòng người phải kinh hãi. Bốn hòn đảo khác đều là hòn đảo bình thường, thế nhưng hòn đảo này Kỳ Linh lại cảm giác bất đồng. Tựa hồ trên đảo này ẩn chứa uy năng bất khả tư nghị, đủ để lập tức chôn vùi mình. Đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm kia hao phí khí lực rất lớn như vậy, sàng lọc tuyển chọn thiên thần, đến cùng là vì cái gì đây? Kỳ Linh thì thầm tự nói: Vì tu luyện chúng ta một phen rồi đưa ra ngoài ư? Rất không có khả năng, khẳng định là có mục đích trọng yếu rồi. Hiện tại đi địa phương cuối cùng, đi xong có thể ly khai. Đến xem nơi cuối cùng này liền có thể công bố hết thảy rồi. Một lát sau, Kỳ Linh cùng nam tử tóc bạc dọc theo đường núi đi tới đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi có một thần điện do nham thạch chồng chất tạo thành. Đây là Trụy Nguyệt thần điện. Nam tử tóc bạc chỉ vào thần điện bình thường ở trước mắt, thậm chí có thể nói cũ nát. Tuy nhìn như cũ nát, lại mơ hồ là trụ cột trung tâm của cả Trụy Nguyệt đảo này. Ở trước thần điện còn có một tấm bia đá tản ra kim quang.
người mang theo hơn 200 thiên thần, tất cả đều thả ra đi. Nam tử tóc bạc phân phó. Được thôi. Kỳ Linh gật đầu, tâm ý khẽ động, xung quanh liền xuất hiện một đoàn thân ảnh, đúng là hơn 200 tên thiên thần kia, tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần, bảy vị long thần, cả đám đều hiếu kỳ nhìn ra bốn phía, thậm chí không ít thiên thần đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Nơi đây không phải là Thiên Tinh đảo sao? Là một hòn đảo mới. Nơi đây nhất định là hòn đảo thứ 5. Chúng ta sắp đi ra ngoài rồi. Đám thiên thần hầu như lập tức liền kích động, bọn hắn cũng chú ý tới Kỳ Linh cùng nam tử tóc bạc. Bắc Minh, nơi này là hòn đảo thứ 5 phải không? Theo một vị thiên thần mở miệng, thiên thần khác cũng đều nhìn qua. Kỳ Linh gật đầu mỉm cười nói, nơi này là hòn đảo thứ 5 Trụy Nguyệt đảo. Ồ, vậy sao? Ha ha. Về sau Bắc Minh ngươi có việc gì cứ việc phân phó cho ta, mặc dù liều mạng ta cũng sẽ không sợ đâu. Bắc Minh à, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Những thiên thần này cả đám đều kích động, thậm chí có chút ít nước mắt chảy ra. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực không thua gì ân tái sinh. Bọn hắn mỗi người đều là thiên thần, thiếu ân tình tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Nếu như tương lai Kỳ Linh nhờ bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn không ra tay, như vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm của mình. Chỉ có số ít rất ít đại ma đầu mới có thể thiếu nợ người đại ân tình như vậy. Thế nhưng đạo tâm cũng không có ảnh hưởng chút nào. Đủ rồi. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt mở miệng. Oanh. Một cỗ uy năng vô hình từ trong thần điện tràn ngập ra, như bàn tay vô hình thoáng cái vỗ vào trên người hơn 200 thiên thần. Đám thiên thần này tất cả đều bị đập nằm trên đất. Kỳ Linh lại không lọt vào chấn áp. Kỳ Linh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hơn 200 tên thiên thần đều sợ tới mức run rẩy, thực là đáng sợ. Bọn hắn là hơn 200 tên thiên thần, vậy mà lập tức không có lực phản kháng, bị đập cho nằm trên mặt đất. Đây không phải là lực lượng thuần túy cưỡng ép đánh ra. Nếu như cưỡng ép đánh ra sẽ chỉ làm cho đám thiên thần như cái đinh đóng trên mặt đất. Nhưng bây giờ hơn 200 tên thiên thần đều nằm ở đó, hiển nhiên trong nháy mắt vừa rồi mỗi người đều không có lực phản kháng, tựa như phàm nhân vậy. Đại năng giả có thể sáng tạo nguyệt hạ đàm quả thật lợi hại, thủ đoạn đã vượt qua ta tưởng tượng rồi. Kỳ Linh nói thầm. 200 thiên thần các ngươi bất quá là đi theo Bắc Minh mới có thể ra ngoài được. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt nói, hiện tại các ngươi thay phiên đưa tay đặt ở trên tấm bia đá kim quang kia. Vâng, vâng, vâng. Hơn 200 tên thiên thần lúc trước còn vô cùng kích động, hiện tại mỗi người cẩn thận không dám làm càn, e sợ cho tính mạng của mình. Tội ác thiên thần thì đi tuốt ở đằng trước. Người thứ nhất đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, trong nháy mắt đặt ở trên tấm bia đá, thân thể liền đứng im không nhúc nhích được. Một màn này để cho tất cả thiên thần lo lắng. Kỳ Linh thấy thế cũng lo lắng. Thế nhưng lo lắng thì có ích lợi gì đây? Chỉ cần thần điện kia phát ra uy năng, liền có thể đơn giản giết chết được bọn hắn. Nam tử tóc bạc liếc nhìn Kỳ Linh, cảm giác được Kỳ Linh lo lắng, liền lạnh nhạt nói, yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì đâu. Tội ác thiên thần để tay ở trên tấm bia đá, đại khái 10 cái hô hấp mới thanh tỉnh lại, thu tay về, đồng thời biểu lộ khó có thể tin nhìn tấm bia đá. Còn không mau lui xuống đi. Nam tử tóc bạc quát lên, tội ác thiên thần tỉnh ngộ liên tục lùi ra. Người kế tiếp. Nam tử tóc bạc phân phó. Tuy thiên thần khác bất an, nhưng vẫn chỉ có thể đi lên. Tội ác thiên thần cũng nói, không có chuyện gì đâu, không có nguy hiểm. Lúc này mới để đám thiên thần ở đây thoáng yên tâm. Từng thiên thần để tay lên tấm bia đá đều không hề nhúc nhích, trong 10 cái hô hấp mới khôi phục thanh tỉnh. Rằng có hồi lâu, hơn 200 tên thiên thần tất cả đều đụng chạm đến tấm bia đá một phen. Thu bọn chúng lại đi. Nam tử tóc bạc nhìn về phía Kỳ Linh, nghe được lời này của nam tử tóc bạc, đám người tội ác thiên thần mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Linh vung tay lên, thu hơn 200 thiên thần vào trong tiên phủ. Bắc Minh, người cũng đi đi, đặt tay lên trên tấm bia đá kia. Nam tử tóc bạc nói. Kỳ Linh đi tới, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Oành. Một cỗ năng lượng vô hình rót vào thần hồn của mình trong thức hải. Ta dùng sinh mệnh của ta để thề. Thần hồn của Kỳ Linh không bị khống chế, bắt đầu nói ra lời thề. Tuy thần hồn không bị khống chế, nhưng lại rất rõ ràng đang xảy ra chuyện gì. Đây là lời thề bổn mạng. Lời thề bổn mạng rất phức tạp, cũng không phải nói muốn phát ra lời thề bổn mạng là có thể phát ra được. Như trong tam giới, bất kỳ một đại năng giả nào cũng không có biện pháp tự mình phát ra lời thề bổn mạng.
bình thường đều thành hỗn độn tiên nhân thế giới thần, có lẽ mới có thể tự mình chủ động phát ra lời thề bổn mạng. Ngoài ra cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Như ở cửu phương hỗn độn quốc, một ít đại tông phái đều có cùng loại bảo vật như bia đá này, để cho đệ tử tông phái không tự chủ được lập lời thề bổn mạng. Một khi lời thề bổn mạng được lập, căn bản không có cách nào tiết lộ. Nếu như kỳ linh đi siêu hồn mà phát hiện trí nhớ bao hàm thần thông pháp môn có đại lượng cấm chế phức tạp như vậy, căn bản không cách nào thẩm thấu, mặc dù có cường hành công phá cũng sẽ chỉ để lại bong bóng trí nhớ vỡ vụn. Lời thề bổn mạng không có cách nào vi phạm. Kỳ linh khôi phục lại thanh tỉnh, nhìn tấm bia đá kia nói khẽ: khó trách Giác Minh Phật Tổ nói chỉ là một ít bảo vật đặc thù, mà về Nguyệt Hạ Đàm lại ngậm miệng không nói gì, nguyên lai là vì lời thề bổn mạng. Lời thề bổn mạng nếu tiết lộ ra ngoài sẽ bị chế tài cực kỳ nghiêm khắc. Về phần loại bảo vật như băng tâm linh diệp cũng không phải chỉ Nguyệt Hạ Đàm mới có, ngoại giới cũng có, cho nên có thể giới thiệu ở bên ngoài. Sau khi ngươi rời khỏi đây, tuy không thể nói ra rất nhiều tin tức trong Nguyệt Hạ Đàm, nhưng có thể nói để cho chút ít thiên thần tiến đến. Nam tử tóc bạc nói: sao, để cho thiên thần tiến đến ư? Kỳ linh âm thầm lắc đầu: làm sao có thể như vậy được? Tỷ lệ tử vong của Nguyệt Hạ Đàm này quá cao, loại tu luyện này thực sự quá đáng sợ. Tuy hiệu quả vô cùng tốt, kỳ linh hoàn toàn chính xác xông qua được, nhưng hắn không tin thiên thần khác cũng có thể xông qua. Huống chi hôm nay tam giới đang hạo kiếp hàng lâm, mấy trăm tên thiên thần chân tiên hình thành đại trận sẽ không thua gì một đạo tổ. Ở thời khắc hạo kiếp phủ xuống, mình không có khả năng lại đầu độc đám thiên thần tiến đến Nguyệt Hạ Đàm này. Tốt rồi, tiến vào thần điện đi. Nam tử tóc bạc mỉm cười nói: sau khi đi ra từ thần điện, ta sẽ đưa ngươi ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Kỳ linh đi tới thần điện cổ xưa mà cũ nát, nhưng mới vừa rồi phát ra uy năng lại để cho kỳ linh minh bạch thần điện không phải đơn giản như mặt ngoài. Cất bước vào trong cánh cửa. Sao? Khi tiến vào thần điện, kỳ linh đưa tầm mắt nhìn qua, cái thần điện này thực sự quá giản lược. Lướt mắt nhìn qua trống rỗng, không có cái gì cả, chỉ có một cột đá thạch bích, không có vật trang trí. Trong thần điện cũng chỉ dài rộng mấy trăm trượng, ánh mắt nhìn qua liền rõ ràng tất thảy. Ông bỗng nhiên toàn bộ thần điện xuất hiện quang mang mịt mờ, mỗi một khối nham thạch đều tản mát ra quang mang thanh sắc, vô số quang mang quấn quanh về phía kỳ linh. Rất nhanh trong thần điện liền xuất hiện kén tầm do quang mang hình thành. Nam tử tóc bạc yên lặng nhìn, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng tự nói: hy vọng đừng làm cho chủ nhân thất vọng. Trong kén tầm phát ra quang mang thanh sắc, kỳ linh đang nhắm mắt lại như ngủ say, một cỗ uy năng cường đại đang thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn. Ta dùng sinh mệnh để thề, nếu như ta trở thành tổ thần, trong ngàn năm phải ly khai tam giới, đến Thiên Thương Cung trong hỗn độn ký, nói cho Thiên Thương Cung tiếp dẫn sứ Bắc Hưu thế giới thần là bị Ô Giao Tam Thần Thú giết chết. Thần hồn của kỳ linh không bị khống chế, thế nhưng lại lập một lời thề bản mạng. Điều này làm cho kỳ linh rất giận, loại cảm giác bị bắt buộc lập lời thề bổn mạng này thật là khó chịu. Thế nhưng kỳ linh cũng lập tức minh bạch mục đích thực sự của người sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm là gì. Thế giới thần ư? Kỳ linh nói thầm. Sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm dĩ nhiên là thế giới thần, bất quá tự hồ đã chết rồi. Cái lời thề bổn mạng này coi như cũng tốt thôi, là để cho ta sau khi trở thành tổ thần, trong ngàn năm phải xuất phát. Hiện tại ta cách trở thành tổ thần còn xa xôi vô cùng. Hơn nữa đến Thiên Thương Cung cũng cho ta một hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Chẳng qua là Thiên Thương Cung này đến cùng là ở nơi nào, là địa phương nào đây? Kỳ linh rất là buồn bực. Tuy mình lục soát trí nhớ của một ít tù phạm, nhưng căn bản chưa nghe nói qua Thiên Thương Cung. Có lẽ bị ép phát ra lời thề bổn mạng, vị Bắc Hưu thế giới thần này hẳn là một thành viên của Thiên Thương Cung. Hắn ta bị giết để cho người đi báo tin Thiên Thương Cung có đầy đủ thực lực để báo thù. Đương nhiên đây chỉ là kỳ linh suy đoán, có lẽ cái tin báo đơn giản này còn cất giấu một câu chuyện khác. Oanh! Ngay thời điểm kỳ linh nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên một đại lượng tin tức xông vào trong thần hồn của kỳ linh. Kỳ linh lập tức lâm vào trạng thái gần như ngốc trệ. Đại lượng tin tức để cho kỳ linh hầu như không cách nào suy nghĩ. Qua trọn vẹn 3 canh giờ, rốt cục cũng khôi phục lại thanh tỉnh. Trong thần điện, kỳ linh vốn bị quấn quanh trong kén tầm, giờ phút này đã khôi phục tự do. Cái kén tầm kia đã hoàn toàn tiêu tán.
Kỳ Linh sững sờ đứng ở đó không nhúc nhích. Đánh ta một côn lại cho ta một cục đường ư? Kỳ Linh thì thào tự nói. Trước bị buộc phát ra lời thề bổn mạng, rồi lại có thu hoạch chính thức. Giờ phút này trong trí nhớ của Kỳ Linh đã nhiều hơn hai pháp môn, theo thứ tự là pháp môn thần ma luyện thể, khô tịch thế giới thần, cùng với thần thông kiểu nguyên diệt. Hai pháp môn này đều lưu cho thần ma luyện thể. Kỳ thực Bắc Kiêu thế giới thần sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm này bản thân chính là đi con đường thần ma, phương diện này tự nhiên càng thêm am hiểu. Cho nên Nguyệt Hạ Đàm phải là thiên thần mới có thể tiến đến, bởi vì thiên thần mới có tính dẻo dai. Nếu như ỷ vào pháp môn thần ma luyện thể khác thành chân thần, tính dẻo dai đã giảm xuống rất nhiều. Pháp môn khô tịch thế giới thần so với Xích Minh Cửu Thiên Đồ thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là một môn pháp môn cực kỳ kỹ càng, trực chỉ thế giới thần. Đương nhiên pháp môn có mạnh hay không vẫn là cần mình tự đi tu luyện. Tựa như Kỳ Linh sớm đã có Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nhưng một mực không thể thành chân thần. Nhưng bất kể như thế nào, cái thần ma pháp môn này vô cùng cao minh, để cho Kỳ Linh có một con đường vô cùng rõ ràng. Pháp môn cao minh cùng pháp môn giản lược khác nhau rất nhiều. Tư chất tu luyện giống như Xích Minh Cửu Thiên Đồ thành chân thần khả năng chỉ có 1%, như vậy tu luyện khô tịch thế giới thần sẽ có 1/10% khả năng. Thiên thần, chân thần, tổ thần, thế giới thần. Kỳ Linh tràn đầy mong chờ. Cái kia là thần thông ngư. Kiểu nguyên diệt, đây không phải là thần thông lưu truyền ở trong hỗn độn giới, là để cho thần ma thi triển. Uy lực của kiểu nguyên diệt có thể nói vô cùng bình thường, nhưng cũng có thể nói gần như không có phần cuối. Sở dĩ nói như vậy bởi vì kiểu nguyên diệt này tổng cộng có 9 nguyên phù cơ bản nhất. 9 nguyên phù này như một điểm trong chữ Hán, nhách lên, quét ngang, dựng thẳng. Nhưng những nét đơn giản kia lại cấu thành cả một hệ thống chữ Hán, mà hệ thống chữ Hán lại có thể cấu thành từ ngữ, thành ngữ, hàm ý sâu xa. Thậm chí có chút ít có thể trở thành thi văn ca từ, có thể trở thành văn xuôi tiểu thuyết. Môn thần thông kiểu nguyên diệt này chính là như thế. 9 nguyên phù này có thể không ngừng tổ hợp, hình thành thần văn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Như môn thần thông trích tinh thủ, căn bản cũng chính là trích tinh thần văn. Mà 9 nguyên phù này tiềm lực phát triển hầu như không có điểm cuối, không ngừng phát tán xuống dưới, hình thành thần văn càng thêm phức tạp, càng thêm cao minh. Uy năng của thần văn càng lớn, thần lực xuyên thấu qua thần văn thi triển ra thần thông, uy năng cũng sẽ không ngừng tăng vọt. Trên lý luận có thể vượt qua trích tinh thủ, vượt qua vô số thần thông. Thế nhưng tất cả chỉ là trên lý luận có được uy năng vô tận như vậy. Tựa như văn tự chữ Hán từ cổ chí kim nhiều đến nỗi không thể tính toán, nhưng cổ thi viết ra truyền lưu chỉ có được bấy nhiêu. Đạo lý đồng dạng, kiểu nguyên diệt ở trong hỗn độn vô tận truyền lưu rất rộng, có thể từ trong đó ngộ ra thần văn tuyệt đỉnh ít càng thêm ít. Tuy khó khăn nhưng dựa theo tự thuật trong đó, môn thần thông này ở trong hỗn độn vô tận coi như là thế giới thần cũng có bộ phận biết được. Kỳ Linh thầm nghĩ, cái này là một chiếc chìa khóa để ta ngộ ra tuyệt đỉnh thần thông đấy. Bắc Hưu thế giới thần này thật đúng là dụng tâm lương khổ mà. Một môn pháp môn có thể để thực lực của ta không ngừng đề thăng, một môn thần thông cũng có thể để cho chiến lực của ta không ngừng cường đại. Thiên phú của ta càng cao, ngộ ra thần thông lại càng mạnh mẽ hơn. Kỳ Linh cảm khái. Nam tử tóc bạc đang đứng ở ngoài đại điện. Khi Kỳ Linh đi tới, nam tử tóc bạc mỉm cười nói, đạt được hai đại pháp môn, ngươi cùng sinh linh khác của tam giới đã không giống nhau nữa rồi. Ngươi cũng biết ư? Kỳ Linh nhướng mày. Chủ nhân đã chết, rất nhiều sự tình trên trị nguyệt đảo đều do ta trưởng quán, ta đương nhiên là biết rõ rồi. Nam tử tóc bạc mỉm cười nói, ta hỏi ngươi, Thiên Thương Cung ở nơi nào? Kỳ Linh dò hỏi. Ta không biết được. Nam tử tóc bạc lắc đầu nói, không biết ư? Kỳ Linh nghi hoặc. Chủ nhân của ngươi là Bắc Kiêu thế giới thần sao? Nguyệt Hạ Đàm này là Bắc Kiêu thế giới thần sáng tạo ra sao? Bắc Kiêu thế giới thần là xuất thân từ Thiên Thương Cung sao? Nam tử tóc bạc gật đầu nói, chủ nhân của ta đúng là Bắc Kiêu thế giới thần, hơn nữa còn là thế giới thần đứng hàng cao cấp nhất trong hỗn độn vô tận. Nếu như không phải Ô Giao Tam Thần Thú lên thủ lại mượn nhờ cạm bẫy, chủ nhân của ta làm sao sẽ chết đây? Năm đó chủ nhân của ta ở trong cạm bẫy vây công, hầu như thân tử đạo tiêu, lưu lại chút hồn phách mới một đường chạy thục mạng. Ở đâu nguy hiểm liền chui vào đó, lúc này mới chạy trốn tới đây. Bởi vì một đường trốn đến trải qua rất nhiều khu vực nguy hiểm mà thần bí,
ngay cả chủ nhân cũng không biết đường trở về. Cho nên chủ nhân để cho ngươi lập lời thề bổn mạng, mới cho ngươi trọn vẹn một hỗn độn kỷ nguyên thời gian đi đến Thiên Thương Cung. Đó là thời gian dài dòng, buồn chán như thế nào đây? Nếu như ngươi tìm không thấy Thiên Thương Cung, lời thề bổn mạng sẽ cắn trả, chết cũng không trách được người khác. Kỷ Linh cũng rất bình tĩnh. Một hỗn độn kỷ nguyên ư? Đó là một hỗn độn thế giới, từ khi ra đời đến lúc hủy diệt, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm. Hiện tại mình mới sống hơn 300 năm. Kỷ Linh đương nhiên không có áp lực. Chủ nhân đến nơi này mượn nhờ lực lượng còn sót lại sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm. Nam tử tóc bạc cười lạnh nói, từ Nguyệt Hạ Đàm này người cũng có thể nhìn ra chủ nhân của ta thực lực ngập trời. Mặc dù vẻn vẹn còn sót lại một chút lực lượng, cũng không thua kém thế giới thần bình thường. Kỷ Linh gật đầu, hắn nghe cũng đã hiểu ra, Bắc Kiêu thế giới thần xuất thân từ Thiên Thương Cung, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bị kiếp nạn, trọng thương chạy trốn tới nơi đây, không cam lòng chết đi, sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm, chọn lựa thiên thần đi báo tin cho hắn. May mắn Bắc Hưu thế giới thần không có bức ta đi báo thù. Kỷ Linh cười nói, người ư? Nam tử tóc bạc lắc đầu cười lạnh, ô giao tam thần thú kia là ở trong hỗn độn thai nghén mà sinh ra, từ nhỏ thực lực chính là tổ thần, về sau càng gặp nhiều kỳ ngộ, ở trong hỗn độn ngao du vô tận tế nguyệt, tất cả đều là đẳng cấp thế giới thần. Ô giao tam thần thú lên thủ không thua kém gì chủ nhân của ta, ngươi làm sao có thể giết được hắn đây? Ngươi chỉ cần đi báo tin là tốt rồi, đến lúc đó rất nhiều hảo hữu của chủ nhân ta tự nhiên sẽ báo thủ cho hắn. Kỷ Linh gật đầu, được rồi, bất kể là Bắc Hưu hay ô giao tam thần thú, cách mình đều vô cùng xa xôi. Thiên Thương Cung cũng rất mạnh hay sao? Kỷ Linh hiếu kỳ hỏi. Rất là mạnh. Nam tử tóc bạc cũng có chút do dự. Ta được chủ nhân sáng tạo ra, không hiểu rõ lắm Thiên Thương Cung. Về sau ngươi ly khai tam giới, ngao du ở trong hỗn độn, tin tưởng có thể dò thăm được tin tức của Thiên Thương Cung. Văn tự trong Nguyệt Hạ Đàm tựa hồ bất đồng văn tự của tam giới ta thì phải. Kỷ Linh dò hỏi. Hắn đã sớm phát hiện văn tự ngôn ngữ nơi đây giống văn tự ngôn ngữ ở cửu phương hỗn độn quốc như đúc. Văn tự ngôn ngữ nơi đây đều là thông hành ở trong hỗn độn vô tận. Nam tử tóc bạc nói. Kỷ Linh lập tức tỉnh ngộ. Cửu phương hỗn độn quốc kia so với tam giới mà nói thực lực càng mạnh hơn, cùng hỗn độn vô tận tiếp xúc càng thân mật. Sử dụng văn tự thông hành của hỗn độn vô tận là rất bình thường. Như tam giới tương đối mà nói liền so sánh bế tắc, cũng ngẫu nhiên có một ít hỗn độn dị tộc đến xâm nhập, mới hiểu được một chút ít tin tức của hỗn độn dị tộc. Mặc kệ nó là cái gì, cái gì Thiên Thương Cung, cái gì cửu phương hỗn độn quốc, cái gì mà Bắc Kiêu thế giới thần, ô giao tam thần thú, cách ta đều quá xa vời. Cho dù dựa theo bổn mạng lời thề, ta cũng phải trở thành tổ thần mới cần ly khai tam giới mà. Kỷ Linh cũng rất bình tĩnh, mặc kệ là như thế nào, hắn cũng được chỗ tốt từ Nguyệt Hạ Đàm. Hôm nay tam giới hạo kiếp, nhà của mình, người mình quan tâm nhất, hết thảy đều ở tam giới, sự tình khác có thể ném qua sau đầu. Thành tổ thần dễ dàng như vậy hay sao? Đầu tiên thành chân thần chính là một cánh cửa ải khó, thành tổ thần chỉ sợ càng khó hơn, khẳng định phải cần tuế nguyệt rất dài. Tuế nguyệt dài dằng dặc, cho tới bây giờ ở trong Nguyệt Hạ Đàm lấy được hai đại pháp môn này, một cái là Giác Minh, một cái chính là ngươi. Nam tử tóc bạc nhìn Kỷ Linh, ngươi đừng làm cho chủ nhân của ta thất vọng. Vì cái mạng nhỏ của mình ta cũng không dám đâu. Kỷ Linh cười nói, đi đi, ta tiễn đưa ngươi ly khai khỏi Nguyệt Hạ Đàm này. Lúc này nam tử tóc bạc dẫn đường ở phía trước, Kỷ Linh nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ vị Bắc Hưu thế giới thần đã chết đi kia còn có những an bài khác, thực sự là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ nữ hoa nương nương năm đó vừa mới đột phá trở thành thế giới thần cũng không nhất định là đối thủ của Bắc Hưu thế giới thần này. Đẳng cấp như mình tự nhiên là có thể để cho hắn tùy ý vuốt ve, may mắn hết thảy đều thỏa đáng. Đương nhiên nữ hoa nương nương đã sớm tiến vào hỗn độn vô tận lưu lạc, nói không chừng hôm nay thực lực càng kinh người hơn. Trụy Nguyệt đảo xa hoa dưới sự dẫn dắt của nam tử tóc bạc đi tới trung ương của Thảo Nguyên. Trung ương của Thảo Nguyên là một hồ nước yên ả, hồ nước yên tĩnh giống như ngọc bích vậy. Khi Kỷ Linh, nam tử tóc bạc từ trên cao bay xuống, đưa tới một trận gió khiến cho hồ nước tạo lên rung động càng xinh đẹp động tâm hồn. Người tiến vào hồ nước này có thể trực tiếp ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Nam tử tóc bạc phân phó nói,
Sao? Ta đi vào sao? Liền đi ra ngoài sao? Kỷ Linh chỉ vào hồ nước nói. Đúng vậy, sau khi ngươi rời khỏi đây, sẽ xuất hiện ở trên đầm nước Nguyệt Hạ Đàm kia. Nam tử tóc bạc gật đầu, đồng thời nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh. Đừng quên lời thề bổn mạng của ngươi. Đương nhiên rồi. Kỷ Linh cười gật đầu. Nhìn hồ nước, Kỷ Linh lòng tràn đầy vui mừng. Rốt cuộc cũng sắp đi ra ngoài. Sư tỷ, hãy chờ ta. Kỷ Linh trực tiếp nhảy vào hồ nước. Hồ nước tạo lên từng vòng rung động. Thời không biến ảo đã trực tiếp truyền tống Kỷ Linh rời đi. Kỷ Linh cảm giác thời không biến ảo, xung quanh sương mù thấy không rõ lắm, hiển nhiên đang nhanh chóng truyền tống. Bỗng nhiên xung quanh mơ hồ có chấn động. Điều này làm cho Kỷ Linh có chút nghi hoặc. Bởi vì lúc trước thời điểm đến thế giới Nguyệt Hạ Đàm, hết thảy đều rất suôn sẻ tự nhiên. Chỉ một lát sau, xung quanh hết thảy ngưng thực, Kỷ Linh cũng thấy rõ ràng cảnh sắc xung quanh. Sao? Kỷ Linh sững sờ, nhìn về phía xung quanh mịt mờ, trong hư không có từng tầng bậc thang, cầu thang tựa hồ vô cùng vô tận, đi thông đến phương xa. Cái này, đây là đâu vậy? Kỷ Linh hoàn toàn bối rối. Dựa theo trước kia, nam tử tóc bạc đã nói, mình nên được truyền tống về trong hỗn độn vô tận trên Nguyệt Hạ Đàm mới phải. Thế nhưng nơi này, xung quanh chỉ có hư không vô tận cùng với bậc thang vô tận. Cái này đến cùng là địa phương nào đây? Vì sao truyền tống ta đến nơi này vậy? Kỷ Linh chú ý cẩn thận, địa phương không biết, không thể khinh thường. Nói không chừng liền vứt bỏ tính mạng. Nam tử tóc bạc kia không cần phải gạt ta. Dù sao, ta ở trong thế giới Nguyệt Hạ Đàm, không có lực phản kháng. Hắn muốn giết ta rất là dễ dàng. Nếu như hắn nói muốn đưa ta đến địa phương đặc thù nào đó, ta căn bản không có cách nào phản kháng, cho nên không cần lừa gạt ta. Nói cách khác, nam tử tóc bạc kia cũng không biết cái này. Trong nội tâm Kỷ Linh cả kinh. Chẳng lẽ Bắc Cừu thế giới thần đã chết quá lâu, hắn lưu lại truyền tống thông đạo xuất hiện lỗ thủng, khiến cho ta ở thời điểm truyền tống xuất hiện sai lệch sao? Không có vật hoàn hảo vĩnh hằng, ngay cả hỗn độn thế giới cũng có ngày tan vỡ. Bắc Cừu thế giới thần cũng có ngày bị diệt. Hắn lưu lại truyền tống cấm chế xuất hiện lỗ thủng cũng không phải là không có khả năng. Không phải trở về, vậy đến cùng truyền tống ta đến đâu đây? Kỷ Linh tỉnh táo trở lại. Vốn là hắn dùng tâm lực để dò xét, về sau dụng tâm nhận thức, tất cả đều vô dụng. Hư không thê độ ư? Đã có cầu thang như thế này, chắc chắn là cố tình kiến tạo ra. Kỷ Linh cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo cầu thang từng bước một đi về phía trước. Cầu thang không ngừng đi lên chỗ cao. Kỷ Linh đi rất nhanh, thời gian uống cạn chung trà sau, ở bên cạnh cầu thang nổi lơ lửng một thạch bia cực lớn. Trên bia đá điêu khắc vô số kiếm chiêu từng thức kia đập vào mặt để cho Kỷ Linh cũng phải khiếp sợ. Kiếm ý mãnh liệt, thậm chí vượt xa ngũ bảo kiếm thuật. Kiếm ý thật đáng sợ, cái này tuyệt đối không phải chân thần đạo tổ bình thường có thể làm ra được. Chẳng lẽ là thế giới thần ư? Hoặc là vị Bắc Cừu thế giới thần kia sao? Kỷ Linh nói thầm. Kỷ Linh cũng không vội tiến lên mà chuyên tâm quan sát kiếm thuật vô danh này. Nếu như đã đi qua nơi đây, ai biết có thể trở về hay không, tự nhiên phải nắm lấy cơ hội quan sát kiếm thuật. Hôm nay mình học được ngũ bảo kiếm thuật, phóng nhãn khắp tam giới cũng được tính toán là đứng ở đẳng cấp cao nhất rồi. Chẳng qua là trong môn kiếm thuật này ẩn chứa đạo quá cao thâm mặc chắc, chỉ sợ là tầng hỗn độn tiên nhân thế giới thần kia mới có thể tham ngộ. Kỷ Linh ở trước bia đá cân nhắc chính là hao phí 3 tháng. Sắc mặt của Kỷ Linh trắng bệch, lỗ mũi cơ hồ có vết máu, thể nội càng là huyết dịch sôi trào. Không có cách nào lại nghiên cứu nữa rồi, vượt qua cực hạn của ta rồi. Kỷ Linh ngâm thầm kinh hãi. Không biết lưu lại kiếm thuật này đến cùng là ai đây? Không biết có phải là vị Bắc Cừu thế giới thần hay không? Tóm lại, kiếm thuật này tuyệt đối bao trùm ở trên tam giới rồi. Kỳ thực trong tam giới, thế giới thần duy nhất chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cũng không phải sử dụng kiếm. Tự nhiên, luận kiếm thuật, tam giới không ai có thể so sánh với tấm bia đá này. Đi thôi. Nếu như không có cách nào nghiên cứu, Kỷ Linh chỉ có thể dọc theo hư không thê độ tiếp tục đi tới. Chỉ một lát sau lại thấy được một tấm bia đá. Bia trên đá đồng dạng có một ít kiếm chiêu, cũng không có lưu lại danh tự kiếm thuật. Đây là một bộ môn kiếm thuật cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhưng uy năng không chênh lệch chút nào. Kỷ Linh đồng dạng hao phí gần 3 tháng cẩn thận tìm hiểu. Cảm ngộ của hắn ở trên kiếm pháp không ngừng được nâng lên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như cho rằng tam giới đại năng giả chính là mạnh nhất rồi, vậy căn bản là ếch ngồi đáy giếng.
ở trong hỗn độn vô tận có rất nhiều đại năng giả. Tu vi kiếm thuật của Kỳ Linh tăng lên nhưng lại càng thêm khiêm tốn. Hắn hiểu được mạnh hơn mình có rất nhiều người. Người sáng tạo bia đá chỉ cần dùng một kiếm là có thể chém giết mình. Tại hư không thê độ dài vô tận, Kỳ Linh một đường quan sát, vậy mà khoảng chừng 98 khối bia đá, các loại kiếm pháp huyền diệu khó lường, để cho Kỳ Linh mở rộng tầm mắt. Tu vi kiếm pháp càng sâu sắc tăng lên, thậm chí để cho Kỳ Linh đối với kiếm lực tầng thứ 5 cũng có một ít cảm ngộ suy đoán. Kiếm lực tầng thứ 5, kiếm thần cảnh, lúc trước Kỳ Linh cho rằng là trong kiếm pháp ẩn chứa cảm tình nồng đậm, lúc đạt tới cấp độ nhất định liền có thể để cho kiếm pháp chứa thần. Đây là suy đoán của Kỳ Linh lúc trước, cũng là suy đoán của rất nhiều đại năng giả trong tam giới. Thế nhưng bây giờ quan sát 98 loại kiếm thuật của hỗn độn đại năng giả, Kỳ Linh lại có ngộ ra, trong kiếm pháp có cảm tình hay không chỉ là phụ, tựa như minh nguyệt kiếm thuật của mình ở thời điểm trước kia cũng không có cảm tình, không phải cũng đạt tới kiếm lực tầng thứ 4 hay sao? Cảm tình chẳng qua là để cho kiếm khách càng thêm trầm mê kiếm, triển khai vượt xa người thường mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là muốn ngộ kiếm, phải cảm ngộ kiếm chi bản nguyên, để kiếm lực từ cấp độ có linh tính tăng lên tới cấp độ có thần. Đương nhiên, cảm tình đậm đặc chỉ có thể vượt xa người thường triển khai mà thôi. Cái đó chỉ là hiệu quả phụ trợ, trọng yếu nhất chính là ngộ kiếm. Tu vi kiếm thuật tăng lên mới là căn bản. Nếu như một lòng để cho kiếm pháp có được cảm tình đậm đặc, đó chính là rời khỏi đại đạo. Kỳ Linh chảy mồ hôi lạnh, hắn cũng là chứng kiến kiếm thuật càng cao hơn mới hiểu được con đường của mình. Hiển nhiên, kiếm thuật trên 98 khối bia đá chỉ sợ đã vượt xa kiếm lực tầng thứ 5, đạt tới tầng thứ huyền diệu khó dò. Rốt cục cũng đến cuối rồi. Quan sát hết khối bia đá 98, Kỳ Linh liền chứng kiến phần cuối của hư không thê độ ở phía xa xa là một thần điện cổ xưa toàn thân do ngọc bích cấu thành. Trong thần điện tản ra uy áp mơ hồ, Kỳ Linh minh bạch tồn tại lưu lại các loại kiếm thuật kia mặc dù chết rồi, nhưng tùy tiện lưu lại chút ít thủ đoạn cũng có thể tùy ý diệt sát mình. Cho nên Kỳ Linh cũng không do dự trực tiếp đi về phía thần điện. Ngọc bích thần điện cực kỳ xa hoa, vách tường thần điện tựa như ngọc bích vậy, cảm giác rất mơ hồ. Chỉ dựa vào gần thần điện này liền cho nội tâm Kỳ Linh cảm nhận được sự yên ả. Thần điện này thật kỳ diệu. Kỳ Linh đi vào trong đó, đưa tầm mắt quan sát, đồ vật trong thần điện cũng ít đến thê thảm. Ở trung ương thần điện có một bồ đoàn hiện ra kim quang, phía trước bồ đoàn đặt một bệ đá phong cách cổ xưa, trên bệ đá để một thanh kiếm dài ước chừng 3 thước, rộng vẻn vẹn một tấc. Thanh kiếm này toàn thân màu máu, mặt ngoài có đại lượng vết rách xuyên suốt toàn bộ thân kiếm, tựa hồ tùy thời sẽ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí ở trên lưỡi kiếm cũng có 3 lỗ hổng rất rõ ràng. Đây là một thanh kiếm tổn hại, thậm chí tùy thời có khả năng sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng chuôi kiếm này là ngọn nguồn uy áp của toàn bộ thần điện. Nhìn chuôi kiếm này so với Kỳ Linh chứng kiến nhân hoàng phục khi thị còn cảm thấy uy áp, áp lực không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một thanh thần kiếm vượt xa tiên thiên linh bảo. Là hỗn độn kỳ bảo ư? Trong nội tâm Kỳ Linh nóng lên, sau đó hắn liền nhíu mày. Coi như là hỗn độn kỳ bảo đi, thế nhưng chuôi kiếm này tổn hại quá mức rồi. Cẩn thận quan sát hồi lâu, cái bồ đoàn kia Kỳ Linh cũng có thể phân biệt được là hỗn độn kỳ vật Đông Tâm Thảo Bện Thành. Ở trong tam giới cũng có bồ đoàn cùng loại, ngồi ở bên trên có thể làm cho người tịnh tâm, thế nhưng giá trị chỉ tương đương với tiên thiên linh bảo mà thôi. Đối với Kỳ Linh có được thế giới lao tù mà nói, thật không đáng để tâm. Cái chỗ này thần bí, hư không thê độ dài dòng buồn chán, nối thông với thần điện. Trong thần điện lại thờ phụng một thanh thần kiếm rách nát như vậy ư? Kỳ Linh âm thầm nghi hoặc. Toàn bộ thần điện chỉ có bồ đoàn, bệ đá và thần kiếm. Bồ đoàn cùng bệ đá đều không coi là cái gì cả. Thần kiếm uy áp kinh người lại rách nát. Vù vù. Thời điểm Kỳ Linh vẫn còn suy tư, cẩn thận dò xét thần điện, bỗng nhiên một cỗ chấn động từ trong thần kiếm bay ra, hàng lâm trên mặt đất, ngưng tụ biến thành một nữ tướng kim giáp. Trên kim giáp còn có đường vân màu máu. Bắc Minh Thiên Thần Kỳ Linh phải không? Kim giáp nữ tướng nhìn Kỳ Linh mở miệng nói. Ngươi là ai? Kỳ Linh lập tức minh bạch, đối phương có thể kêu lên danh tự của mình, chỉ sợ mình tới đây cũng là do đối phương an bài. Ta là kiếm linh trong thần kiếm Tử Quang Quỳnh của Bắc Kiêu Thế Giới Thần. Kim giáp nữ tướng chỉ vào thần kiếm nói. Cái này là Tử Quang Quỳnh, ngươi có thể xưng ta là kiếm linh. Kim giáp nữ tướng chẳng qua là pháp bảo chi linh. Vốn ngươi hẳn được tống xuất ra Nguyệt Hạ Đàm, bất quá ta dẫn đạo ngươi tới đây.
Kim giáp nữ tướng nói. Đây là đâu vậy? Kỷ Linh dò hỏi. Nơi đây như cũ là thế giới Nguyệt Hạ Đàm. Kim giáp nữ tướng nói. Bất quá lại là một không gian độc lập trong Nguyệt Hạ Đàm. Ở trước khi ngươi tiến đến, ngoại trừ ta, không ai biết sự hiện hữu của nó cả. Kỷ Linh nghi hoặc. Nói cách khác, năm đó Giác Minh Tôn Giả cũng không có vào đây sao? Đúng như vậy, sau khi chủ nhân chết đi, ngươi là người duy nhất vào nơi này. Kim giáp nữ tướng nói. Vì sao lại đưa ta đến nơi này? Kỷ Linh càng thêm nghi hoặc. Bởi vì ngũ bảo kiếm thuật của ngươi. Kim giáp nữ tướng nói. Sao, ngũ bảo kiếm thuật ư? Kỷ Linh khẽ giật mình, lập tức nói. Nguyên do là ngươi trong lúc thời khắc quan sát đám thiên thần trong Nguyệt Hạ Đàm, cho nên ngươi mới biết rõ ngũ bảo kiếm thuật sao? Kim giáp nữ tướng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Điều này làm cho Kỷ Linh không khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm. Lúc trước kim giáp nữ tướng một mực mặt không biểu tình, giờ phút này cười lên thực sự là như trăm hoa đua nở. Ngũ bảo kiếm thuật này vốn là chủ nhân nhà ta sáng chế, ta làm sao sẽ không biết được đây? Kim giáp nữ tướng mang theo vẻ mỉm cười, hơi có chút kiêu ngạo. Sao, chủ nhân nhà ngươi sáng chế ra ư? Kỷ Linh sững sờ. Đúng vậy, mặc dù ở tam giới phù cư đạo tổ nói là bản thân hắn sáng chế ra môn kiếm thuật này, nhưng từ khi ở thế giới Lao Lung siêu hồn một ít tù phạm của cửu phương hỗn độn quốc, Kỷ Linh biết kiếm thuật vượt qua thiên đạo cực hạn cao minh như thế này tuyệt đối không phải cấp độ đạo tổ như phù cư đạo tổ có thể sáng tạo ra. Nguyên lai lại là Bắc Kiêu thế giới thần sáng chế. Kỷ Linh nghi hoặc. Cho dù phù cư đạo tổ trước khi sáng chế ngũ bảo kiếm thuật cũng là đạo tổ cực hạn, thực lực thân phận như vậy hà tất nói dối ta? Hắn nói dối chẳng lẽ là muốn che giấu bí mật gì ư? Người có biết phù cư đạo tổ không? Kỷ Linh dò hỏi. Phù cư đạo tổ đã chết một mực là một câu đố. Tam giới không biết bao nhiêu đại năng giả mong muốn tìm hiểu minh bạch nhưng vẫn không tra ra được. Phù cư đạo tổ ư? Kim giáp nữ tướng sững sờ, giống như cười mà không phải cười, nhìn Kỷ Linh nói. Đương nhiên biết rõ, người nghe ta nói liền sẽ biết thôi. Được rồi, mau nói đi. Kỷ Linh gật đầu. Năm đó tàn hồn của chủ nhân mượn nhờ Tử Quang Quỳnh thần kiếm liều mạng chạy thục mạng chạy trốn tới tam giới của các ngươi, rốt cuộc trốn không được nữa. Lúc ấy tam giới của các ngươi vẫn là thời kỳ thượng cổ, nên tính toán là bản cổ thế giới hỗn độn. Kim giáp nữ tướng nói. Cũng may mắn lúc trước chủ nhân chạy trốn điên cuồng, ô giao tam thần thú cũng không thể đuổi được. Năm đó chủ nhân cảm ứng được trong tam giới có một vị tổ thần đối với hắn có uy hiếp, cũng chính là nữ hoa nương nương mà các ngươi nói. Tuy lúc trước nữ hoa chẳng qua là tổ thần, nhưng đã đạt tới tổ thần đỉnh phong, cường đại hơn các tổ thần thượng cổ khác rất nhiều. Chủ nhân cũng cảm thấy uy hiếp mơ hồ. Nếu quả thật đi chém giết một cuộc, có thể giết chết nữ hoa hay không vẫn còn khó nói. Thế nhưng chủ nhân lại hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Kỷ Linh hiếu kỳ lắng nghe. Nếu chủ nhân ở lúc đỉnh phong, tự nhiên không sợ nữ hoa. Thế nhưng khi đó, chủ nhân chỉ còn một tia tàn hồn. Tuy có thể bộc phát ra thực lực thế giới thần, lại không cách nào kéo dài. Đương nhiên, không muốn mạo hiểm cùng nữ hoa giao thủ. Cho nên chủ nhân ở trong hỗn độn vô tận mở ra Nguyệt Hạ Đàm này. Kim giáp nữ tướng tiếp tục nói. Chủ nhân bị thương quá nặng, thân thể hoàn toàn tổn hại. Chỉ còn lại một tia tàn hồn, chân linh cũng bắt đầu tổn hại, tan vỡ. Chủ nhân kiệt lực tìm hiểu làm cho chân linh tán loạn chậm lại. Một khi hoàn toàn tán loạn, chủ nhân dĩ nhiên sẽ phải chết đi. Chủ nhân sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm cũng là vì hấp dẫn thiên thần tiến đến. Hắn không cam lòng để cho ô giao tam thần thú tiêu diêu tự tại, không cam lòng chỗ tốt bị ô giao tam thần thú chiếm đi. Cho nên hắn muốn ăn bài người đi Thiên Thương Cung báo tin. Chủ nhân sống không quá lâu, không có cách nào tự mình đi báo tin, chỉ có thể bồi dưỡng thiên thần khác mà thôi. Về sau phụ cư đạo tổ ngao du hỗn độn bị chủ nhân của ta phát hiện được, vì vậy chủ nhân của ta đoạt xá hắn. Kim giáp nữ tướng nói. Kỷ Linh hai mắt trợn tròn xoe. Sao, đoạt xá ư? Kỷ Linh giật mình. Kim giáp nữ tướng gật đầu. Sau khi mở ra thế giới Nguyệt Hạ Đàm, chủ nhân một lòng muốn chậm lại chân linh tán loạn, thậm chí nghĩ ra biện pháp để chân linh đình chỉ tán loạn. Dù sao chủ nhân vẫn muốn sống, vì vậy hắn ngộ ra phương pháp dùng thân thể tầm bổ chân linh. Vì vậy chủ nhân liền vào trong hỗn độn, vừa vặn đụng phải phù cư đạo tổ đang ngao du hỗn độn. Nếu là nữ hoa, chủ nhân không có nắm chắc đoạt xá được. Thế nhưng phù cư đạo tổ lúc ấy vẹn vẹn
chỉ là đạo tổ bình thường mà thôi. Chủ nhân tự nhiên dễ dàng liền đoạt xá. Sau khi đoạt xá, chủ nhân càng tiến nhập bản cổ hỗn độn giới, thoáng triển lộ thủ đoạn, hiện ra kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cánh. Vì vậy, ở trong bản cổ hỗn độn, địa vị càng thêm siêu nhân. Kim giáp nữ tướng nói, Kỳ Linh nghĩ mà sợ. Nguyên lai phù cư đạo tổ ở thượng cổ đã bị đoạt xá rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 141 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc ở đây. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 142.